cháu quý em để gấp trứng cái quý nó nhằn. ăn hủ ba quả hết đi. Ăn gì hủ quả thôi nha ba, chờ trứng cho con nha. Ba trứng hết đi. Chưa hết luôn hả? Dạ, sợ nó bấy á, ăn không ngon. Dạ, một miếng nhỏ. Xin chào cả nhà. Buổi sáng chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe cả nhà. Thì sáng nay mình ra mình thăm ruộng coi lúa lên như thế nào ha cả nhà. Lúa bữa nay cũng được 15 ngày cả nhà. Lúa thì cũng tốt quá cả nhà, nhưng mà nó mình cho nước nó vô hơi nhiều nè, nước nó cũng lúa nó cũng hơi thưa ha. Lúa cũng gần dặm được rồi cả nhà. Thì mình đi thăm ruộng nha, chút xíu nữa mình vô nhà mình kiếm cây mình làm cái móc để dặm lúa luôn ha. Lúa thì lên cũng tốt mà cả nhà. Có cái giống này mình xả công 4 kg nè, nhìn thấy nó cũng hơi thưa ha. Cái nước mình cho nó vô hơi nhiều. Chút xíu mình đi dọng lên đầu trên đó cả nhà. Cái mình quay cái máy cho bơm ra chút xíu nữa. Còn khoảng chừng 3 phân thôi. Sáng nay ba cũng có đi thăm ruộng nữa cả nhà. Lúa của bà này cũng tốt quá nè. Cái cảm giác mà sáng sớm mà mình đi ra ruộng á cả nhà, cái không khí của nó rất là mát mẻ và dễ chịu á cả nhà, im lắm. Nhất là ra lúa mà gần chín á cả nhà, gần cắt á, mà sáng sớm mình ra mình thử cái mùi lúa chín đó, nó còn sướng hơn nữa cả nhà. Thì mình cũng tới hậu rồi cả nhà. Cái máy bơm nước thì mình đặt bên đây nè, chút nữa mình đi vòng quanh đó để mình quay cái máy lên ha. Có trên này thì cũng thưa quá nè, tại cấp hõm trên này là cái gò nè cả nhà, nắng quá rồi cái lúa nó bị quéo mọng á, nó không có lên. Mấy cái gò mà cặp mé nè là thưa rỉnh luôn, có chỗ là không có cây lúa nào luôn. Cấp hõm đó mình xả xong cái quá trời nắng rồi cái lúa nó không có lên á, lên leo ngoe. Có đầu dưới nãy thì lên đỡ. Đây, mình quay cái máy mình bơm nước ra chút xíu nữa cả nhà.
mình đi kiếm cây làm cái móc giậm lúa cả nhà. Thì má có kêu mình ra đây lấy cái cây sào ngáo nè cả nhà. Cây này thì không có phơi nữa, giờ mình cắt mình lấy cây này ha. Cây này thì nó khô sẵn rồi, mình khỏi công phơi nữa cả nhà. Mình đem vô cái mình gắn móc vô luôn à. Vừa khô lấy cây sứa, chè khô lấy cây sứa cắt mới được. Đây móc luôn, lấy cái búa luôn. Mình sẽ phá cái đinh vô đây cả nhà. Thì cái móc giậm lúa của mình như vậy là xong rồi cả nhà. Mình làm cái cây móc giậm lúa xong rồi cả nhà. Thì lúa cũng tới ngày giậm này, từ lúc xả tới giờ cũng nửa tháng này. Thì cái bữa cơm hôm nay của mình á, mình sẽ làm cá nục kho cà. Ở đây mình cũng có 5 trái cà chua nè.
bự bự không cả nhà, ngon ha. Với một ít khổ qua sắc sẵn nè, thì khổ qua này thì mình sẽ xào với hột vịt ha, ăn với cá kho cà. Cá nục này thì bữa trước mình có đi Bách Hóa cả nhà, mình vô Bách Hóa mình mua xong cái mình đem về tủ lạnh mình đông lại nè. Cá nục chứ cá biển trong Bách Hóa mình, nhất là cá nục nè, mình mua thì nó rất là tươi ha, nó tươi hơn ở ngoài chợ rất là nhiều. Ở ngoài chợ có khi mình mua về mình mặn không được luôn cả nhà, nó bể bụng chân mà nó hơi gình nè. Mình mua cho cá trong Bách Hóa nó cũng rẻ chứ không có mắc đâu, nhưng mà cá nó rất là tươi, tươi xanh luôn đó. Giờ mình đổ ở đây, mình mua hai dĩ có 30.000 cả nhà, mà người ta bằng sẵn cho mình luôn nè, cá tươi xanh luôn, ngon lắm. Mình đem về tủ đông mình đông hỏm rồi cũng mấy bữa mà cũng còn tươi xanh luôn nè, không thì mình bằng cá với bầm cà xong cái mình đi ra ngoài hè mình bẻ trái dừa, mình kho nước dừa cả nhà, cá kho cà mà có nước dừa ngon lắm. Cá thì mình sẽ rửa sơ sơ lại cả nhà, người ta làm cái bụng rất là sạch luôn cả nhà, sạch chân luôn nè, chỉ rửa lại cho nó sạch máu là được rồi. Làm quá sạch luôn. Bây giờ thì cá mình cũng mới rửa xong cả nhà, giờ mình sẽ rửa khổ qua ha. Khổ qua nó cũng sạch rồi, mình chỉ rửa sơ sơ lại thôi. Khổ qua bữa đám giỗ nhà ngoại Hú Quý á, nó còn lại ít đó cả nhà, nhúng lẩu ăn hết, còn ít thì bà xã mình chừa lại tới bữa nay. Bây giờ mình sẽ lấy ra mình xào trứng ăn. Đây mình rửa cà chua, hành, thì mình cũng mới vừa làm xong cái nha nhạy. Bây giờ mình đi bẻ trái dừa ha. Mấy trái dừa này nó hay bị nước đít đó cả nhà, nước đít là nó không có nước. Lựa cái này còn nguyên mình nó bẻ ha. Mấy cái cây này là trái lứa đầu tiên không á cả nhà. Ở mình cũng bẻ mấy trái mà nó hay bị nước đít đó. Chặt ra nó không có nước, giống như bị chăn ăn vậy đó. Trái dừa mình chặt ba dao rồi cả nhà, ba dao cái mình đẩy gì nè cho nó gọn cả nhà. Thank you.
Bây giờ mình ốc cá cả nhà. Ốc cá xong cái mình quay qua cái sấy tỏi. Sấy tỏi để kho cá cả nhà. Quý mới ra đó hả con? Ừ. Con viết bài chưa? Rồi. Viết rồi phải không? Viết rồi thì à. Chơi một chút ha. Gì con? Bà kho đừng có bỏ ớt nha. Bà kho đừng bỏ ớt hả? Ừ. Cá biển có ăn được không? Được. Được hả? Ừ. Rồi vậy ba bỏ ớt trái thôi. Ha. Bỏ ớt trái nó đâu có cay con. Rồi. Vậy khỏi bỏ ớt trái luôn ha. Phú Quý nó chạy ra cho hay là kho cá đừng bỏ ớt nữa cả nhà. Kho cá không bỏ ớt đâu ngon con. Ba bỏ ớt trái giống như bữa ba nấu canh chua cá ba sa đó nó đâu có cay đâu. Rồi vậy khỏi bỏ luôn ha, chừng nào ba ăn cái ba cắn riêng ha. Thôi kệ gì kìa. Vì con cả nhà kho cho nó ăn luôn, ăn cả nhà ăn chung cho nó vui. Vậy nó mới có cái không khí gia đình cả nhà. Tại vì có ăn chung với ba mẹ thì con cái nó ăn được nhiều. Còn mình để cho nó ăn múc cho nó ăn mình nữa cả nhà, nó ăn không có nhiều đâu. Rồi cá thì mình cũng chọn đều cả nhà. Bây giờ mình sẽ quay qua mình sấy tỏi để mình sấy cà luôn ha. Mình sẽ bỏ cà băm vô mình sấy trước nha cả nhà. Mình sẽ cho cá vào cả nhà. Cho nước dừa vào luôn. Trong thời gian mình chờ cá nó sắc nước xuống cả nhà thì mình sẽ bắt cái chảo lên để mình xào khổ qua với trứng ha.
chảo cá thì cũng mới vừa sôi, bây giờ mình sẽ trở bề cá lại. Nước hơi nhiều quá cả nhà, cái dừa này nước cũng nhiều nè. Mình khỏi đậy nắp cả nhà. Sẽ đập hộp dịch vô luôn cả nhà. Cho câu vô luôn cả nhà. Cái chảo khổ qua xào trứng của mình cũng đã chín rồi cả nhà, giờ mình tắt lửa ha. Giờ mình quay qua cái chảo cá kho của mình ha. Để mình thử cây dừa ăn chưa cả nhà, nếu mà chưa dừa ăn thì mình sẽ nêm thêm. Mình nêm cho dừa ăn cái mình sẽ bỏ cà sắt vô ha. Hồi nãy Phú Quý nó ra nó chọc mình đó cả nhà. Nó kêu ba đừng có bỏ ớt vô cá. Thì mình đi vô nhà mình hỏi mẹ Phú Quý, mẹ Quý nó chọc đó. Bây giờ mà cá mình cũng sẽ bỏ ớt vô bình thường nha cả nhà. Giờ mình thử coi. Mình sẽ thêm thêm miếng nước mắm nữa cả nhà. Cá nục này mình kho kiểu kiểu nó mới ngon á cả nhà. Mình thử lại ha. Vừa ăn rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ bỏ cà vô. Đây cà chua cả nhà. Đây là cà miếng mình sẽ bỏ sau. Bây giờ mình sẽ bỏ vô ha. Cá nục này kho mà có nước mía nữa mới ngon nữa cả nhà. Mình đi đây ra chợ mình mua nước mía thì nó xa quá. Nhà thì mình kho nước dừa đỡ cả nhà, nước dừa cũng đủ ngon rồi. Cũng sẽ cắt ớt vô luôn cả nhà. Mình sẽ cho gốc hành vô luôn cả nhà. Gốc hành hành băm luôn ha. Cho thêm mấy trái ớt xanh vô nữa. Lửa luôn cả nhà. Rồi bây giờ cái chảo cá kho cà của mình á, cá nục kho cà của mình cũng đã chín rồi cả nhà. Mình chuẩn bị ăn cơm thôi ha. Gia đình mình xin mời cả nhà dùng cơm nha. Mời cả nhà dùng cơm với gia đình nha. Mời ông bà cô chú cơm.
Đây. Thì sáng nay gia đình của mình ăn cá nục kho cà cả nhà ơi. Còn Phú Quý à, chưa gì thấy lột quả trứng là anh coi lột quả trứng đó. Phú Quý à, hồi nãy anh à, của con ăn đi con. Anh đang nấu á, chạy ra ba ơi. Cảm ơn nha. Ba đừng bớt nha, cho con ăn cá với anh vô anh mới hỏi em lại đó. Thôi, con để đó thì hồi con ăn này nè. Để đi con. Ba với mẹ ăn cá kho có ớt. Nhượng hết cho con. Phú Quý à, gấp trứng anh đi con, trứng trứng xào kìa. Đừng gấp hủ qua. Tại vì Phú Quý á, là em có cho ăn trước rồi. Thành ra đi ra là ăn thêm cho vui. Nít mà. Sáng ăn sớm mới được, nít mà đâu có ăn theo mình được. Cho vui là trước không. Nó đi học mà. Nó không ăn sớm quen à. Nó còn ngủ sáng thức gì mở mắt rồi mà đói rồi đó. Đồ ăn này. Không ăn xong. 6 giờ là ăn rồi, Phú Quý bình thường 6 giờ là ăn. Bữa nay ăn trứng trong hủ qua được luôn hả ta? Làm miếng cà nè. Có nục ha. Có nục. Để em ăn miếng cá nục. Dưa leo. Hủ qua ngon quá, không có đắng đâu. Hủ qua bữa đám giỗ còn dư. Gì vậy? Cái chuối con ăn đi. Hư rồi. Đâu mà coi. Nó hư con, nó dập á. Để mẹ xử lý cho. Chuối chuối chín cây. Chuối chín cây nè, mẹ cắt cái đầu này bỏ. Cái chín cây là nó chín ăn chín cây hả? Ừ, đúng rồi. Cho mà cái mình lột ra ăn được rồi nè. Hả? Chị nó làm sao, béo không? Hay chị nói giống cá hồi. Giống cá hồi hả? Nè, coi cẩn thận để xương nha con. Cá hồi này, nó bén hơn, ý nó béo hơn con. Nó béo mà nó bén luôn. Nè, nó mềm hơn nha. Nha, ta làm nó. Đây đây. Chần mấy nước cá. Nước cá này anh kho bằng nước dừa. Dừa tươi đó ha anh. Nước dừa tươi phải có mía nữa thì ngon, mà ở đây mình đi chợ mua nước mía lâu xa quá. Bẻ nước dừa tươi kho, nước dừa cũng ngon. Ấp miếng cà. Trời, ăn cơm thấy dài dữ con. Thêm công hành nữa nè. Gấp miếng hủ qua chừa trứng là cho Quý, để gấp trứng cái Quý nó nhằn. ăn hủ qua trứng hết đi. Ăn hủ qua thôi nha ba, chừa trứng cho con nha. Ăn trứng hết đi. Chưa hết rồi hả? Bà dạy em chút xíu cá cho Quý ăn được, thử được không nha? Dạ. À. Ớt chanh nè, ăn hết cháy luôn. Nó cay mà cay nhẹ, ngon. Hủ qua sầu trứng là mình ăn không có đặc biệt lắm, ngon. Thơm béo béo. Hết luôn em, gấp hết luôn. To quá vậy anh? Ừ, cá này mình vẽ sợ nó bấy á, ăn không ngon. Mình vẽ một miếng nhỏ. Còn ăn kỹ thì nó có vị bùi đó quý. Sao vậy? Ê con, cút cái gì vậy? Cài cái gì? Không quen à. Con không biết ăn cay. Với lại cái kho cà nó hay chua chua đó. Nước à. Uống nước rồi. Ăn nữa hả con?
chưa sợ hả, gọi làm miếng nữa nha. Ôi ôi chết à. Nhưng mà trước tiên là mẹ phải coi ra cá kho thôi chứ có gì đâu sợ hả quý. Tại vì cá nục mà nó hay có xương dâm á, xương dâm nhỏ nè. Mình phải gỡ cái mới dám cho con ăn nè con nè. Con thử ra được không, thử lại cái cài nước đi, nước lên nhìn cài ngon không? Sao sao bụi không, số một không? Bữa nay ăn chưa, ngon cũng giấu nè, chưa có cảm nhận được. Không có dành trứng rồi nghỉ ăn hả ta? Chùi đâu đó. Cái mùa này quá trời ruồi cả nhà. Đốt mấy cây nhang ra đang đuổi ruồi phú quý theo mấy cây nhang chơi miết. Nó nghĩa mùa đồ ăn nè. Ăn cơm mà phải đuổi ruồi nữa cả nhà. Bên nhà công hai giờ này gà sao nó la quá trời ta. Gà cục cát à, đẻ anh nè. Cho đẻ không? Nhà có hai người gà nhóc. Nuôi gà mà mua không có bán. Nuôi gà thịt không có bán. Nuôi gà đá mà. Ừ. Không có bán gà thịt luôn, không có bán cho mình ăn á. Có gà ăn mà chiết ra để dành ăn hả? Rồi vừa 1,2 kg vẫn đang mất nào, mất không, mất hơn thì theo mất cả nhà. Mà người lạ mua không bán đâu, không bán sợ mình cúng ha. Nó cúng hư gà đá vậy đó, không biết có mình có thắng gạnh. Bữa nay ông xã kho cá nục kho cà ngon quá cả nhà ơi. Ông xã làm gì cũng ngon chứ. Bữa nay cá kho cà với nước dừa ngon quá cả nhà. Bà xã của mình ăn khen hoài luôn. Mà mình kho ăn ngon thiệt á cả nhà. Ngon thiệt, ông xã mình làm đồ ăn ngon thiệt cả nhà ơi. Tại vì mình làm mà mình ăn mình còn ngon nữa chứ không phải là đơn giản đâu á cả nhà. Ghê quá ăn còn. Ngon quý. Không. Mình cũng nói chơi thôi, thì video của mình cũng khá dài cả nhà. Vợ chồng mình xin tạm dừng video tại đây nha. Vợ chồng mình xin hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha. Bye bye. Xin chào bạn, gặp lại cả nhà nha.